Chào các bạn, nói kênh Tony Vlog. Chào bạn. Chào bạn. Cũng đã 3 tuần rồi mình không up một cái clip nào ở trên kênh này hết. Thì nhân tiện ngày hôm nay là cái ngày nút bạc của hai kênh Tony Vlog, 730.000 người đăng ký, và kênh Team Tony là gần 600.000 người đăng ký. Thì tới bây giờ nút bạc mới gửi về. Sẵn tiện đây thì cả team mình cũng sẽ quay quá trình tập hợp nút bạc này, và đồng thời là tổ chức một cái gọi là chuyến đi chơi ở trên thành phố Cầu Lãnh cho mấy em này điên chảnh lái xe điện luôn. Yeah! Còn nữa, ăn mì cay bao luôn. Yeah! Còn nữa, ghé shop chuột anh Tony tặng luôn. Yeah! Giả hai nút bạc đi cưng ơi, thoải mái đi. Nè các bạn. Ở đây là Tony Team đó. Còn bên này là Tony Vlog. Ủa, kênh của bọn em tên là Team Tony mà tại sao ở đây lại ghi là Tony Team? Cái thằng này nói ra là biết dốt rồi, giáo viên tiếng Anh là gì? English teacher. Vậy thì Team Tony phải đổi lại là Tony Team. Đó, Tony Vlog này, các bạn mau ủng hộ cho kênh phụ này của mình lên 1 triệu người đăng ký lẹ lẹ nha. Trong lịch ngày hôm nay thì việc làm đầu tiên là bắt taxi chạy lên shop chuột của mình trước nha. Giờ đợi xe tới rồi lên shop chuột của anh Vinh nha các bạn. Chuột ở đó dễ thương lắm, con nào cũng lấy nô rồi, nghỉ hè mấy bạn lên đó mua nha. Alo chú Lệ, xuống nhà anh Vinh rước bọn con lên Cao Lãnh. Rồi, để chạy xuống liền. Rồi, hạ ghế xuống đi chú. Rồi, giờ mình đi nha các bạn. Đi không? Ghé shop của mình rồi nè, giờ anh tặng cho mấy đứa là một con chuột. Cảm thấy có thời gian chăm sóc nuôi nó tốt á thì mình nhận, còn cảm thấy đi học bận quá không có thời gian nuôi thì đừng có nhận về nuôi, hiểu chưa? Anh ơi, chúc em xin một con chuột nghe với cho chuồng với ăn nữa. Được. Hôm bữa em mua chuột với chuồng rồi, bây giờ anh cho em được chơi được không? Hiểu rồi, được. Em một cặp chuột đi, mùa mưa này để dữ lắm. Chuột chơi thì mấy chuột ba này nói bảo đảm với các bạn là không bao giờ cắn. Nè, bỏ đồ ăn vô cho nó ăn nè. Đó. Bạn thấy nó ham ăn không? Đảm bảo bạn là không bao giờ cắn nha. Nè, đây đặt lên không bao giờ cắn. Anh Vinh ơi, cho em xin con chuột này nha, con chuột này dễ thương quá. Ok, lấy con chuột đó đây nè. Cho em xin con chuột này. Nào, con chuột của A Đại nè bạn. Nè, nó bóng lắm luôn nè anh Vinh. Rồi, chuột của A thằng nháo chuột nào. Nè, nó bóng như con nào cầm nó lên, cầm nó lên. Đây nè các bạn. Đó, cho các bạn thấy thằng đâu cầm im con chuột ơi. Trời ơi, mặt chuột ngáo y hệt như thằng nháo luôn trời. Chuột con này nha anh Vinh. Đâu, tiểu cường con nào. Này đó, cầm lấy mặt ở đây đi. Trời ơi, coi kìa, coi mặt ngáo ngơ chưa kìa. Còn ai xin gì nữa không? Cho em một thức ăn đi anh Vinh ơi. Hút tiêu chảy luôn. Với đồ chơi cho chuột. Ba món phải không? Dạ. Rồi, cầm đây. Cho cái chuột này đi anh Vinh ơi. Đây. Anh Vinh. Thả chuột của A Đại vào đi A Đại ơi. Để em mở chuột ra cho. Đây nè, dở chuột lên nè. Kéo. Thả chuột cưng vô. Rồi, được rồi, đóng chuột lại. Thôi em cho em xin chuột này nha anh Vinh. Rồi, mở chuột xuống. Thả chuột mình vô nè các bạn. Cho nó vui chơi trong đây nè. Đúng, đẩy lại. Quá trời dễ thương luôn các bạn ơi. Nghỉ hè các bạn nhớ lên shop chuột của anh Vinh mua nha, để ủng hộ anh Vinh. Mang tiếng shop chuột vậy thôi, nhưng mà trong shop này còn có bán đồ chơi, chừng nữa sẽ bán áo nữa nha các bạn. Đây là cuộc đua sao chổi. Đây là cùng các con học quản lý tài chính cá nhân, đường đua tài chính, giá bán chỉ có 400 ngàn thôi. Các bạn thử lên mạng nhắn vô đường đua tài chính, các bạn xem coi giá người ta bán bao nhiêu. Mình sẽ bán rẻ hơn một chút xíu. Còn khu này là Lego sáng tạo lắp ráp. Đây đồ chơi điều khiển siêu xe McLaren. Đó, ở phía trên là chuồng chuột. Bạn thấy không? Giờ sắp tới tương lai mình dự định sẽ bán thêm mà thức ăn cho chó, đồ ăn cho thỏ. Thì nghỉ hè này hy vọng các bạn sẽ rảnh rỗi ghé tới shop Tony của mình để mà mua ủng hộ. Thì địa chỉ shop best của mình là số 736 Phạm Hữu Lầu, phường 6, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nha mọi người. Chuột nào chuột nấy lông mất ngược hả các bạn? Đây là cái mặt của bé Nhím nè các bạn. Thấy dễ thương không? Có nhiều bạn nói gì Nhím này có bắn lông không nữa. Con Nhím sao bắn lông được các bạn? Bạn có phim hoạt hình riết rồi bị ám ảnh rồi. 5 minutes later. Hai bạn nông nè. Mì kim chi hải sản, mì kim chi bò. Đủ thứ đó. Anh đã ăn cháo ở Singapore đó nha. Em không được. Thằng ơi, em quen nó liều. Nó chưa biết một chỗ đây cay cỡ nào. Cay lắm á. Từ cỡ hả? Có chỉ hồng nha. Của mình tôi 4 độ nha. Tôi của mình 2 độ nha. Tôi của mình là 4 độ nha bạn. Không miếng nước em. Cay quá các bạn ơi. Cay luôn á. Sao? Mấy độ? 4 độ luôn phải không? Đúng cay luôn. Thấy cái ngô này, ăn tô này tới 8 giờ tối luôn rồi. Còn của mình là 3 độ nha các bạn. Cay quá à, cửa hàng của chị có bao nhiêu đá lấy ra hết cho em.
kia lái xe điện nha các bạn. Chụp hình nha các bạn. Đợi thêm một người nữa đây. Nhỏ, mấy đứa nhỏ vô lấy xe chạy đi. Em lấy cái này, tao lấy trước rồi. Chạy đi. Mẹ ơi. Rồi nó bảo hiểm rồi, tao lấy nha. Dạ. Hùng mạnh mẽ. Đang đua nha bạn, chạy đúng một vòng một nha. Rồi đua rồi đó, khởi hành rồi đó. Để coi thử đi. Bạn Vũ Thanh đang về nhì và bạn áo đỏ đây giật chơi. Vũ Thanh đã té rồi. Đây bạn áo đỏ này về nhất nè. Rồi ai về nhì đây? Thành Ngáo về nhì và bạn Tiểu Cường là về ba. Video này đến đây là kết thúc, coi như là một kỷ niệm ăn mừng hai lúc bạc về cùng một lúc đó. Và bạn yêu thích clip này thì đừng quên đăng ký kênh Vlog để ủng hộ cho team mình nha. Nhớ cho một like, một share và nhớ đăng ký một kênh nha, bye bye.